xin tự giới thiệu, cô tên là Võ Thị Kiều Vinh, giáo viên trường tiểu học Đông Hải, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình học trên truyền hình. Để học tốt buổi học, các em cần chuẩn bị cho cô sách giáo khoa toán lớp 4, vở ghi, giấy nháp, viết, thước kẻ, giữ khoảng cách với màn hình TV, thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập của mình. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu buổi học. Các em học sinh thân mến, ở lớp 3, các em đã được học các phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Các phép toán đó có những tính chất rất đặc biệt. Hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các em biết tính chất giao hoán của 2 trong 4 phép toán trên. Qua chủ đề 7, tính chất giao hoán của phép cộng và phép nhân. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu. Cô có phần thứ nhất, tính chất giao hoán của phép cộng. Các em hãy cùng cô làm một bài tập nhỏ nhé. So sánh giá trị của hai biểu thức A cộng B và B cộng A trong bảng sau. Trong bảng cô đã có hai chữ cái A và B. Biểu thức A cộng B và biểu thức B cộng A. Bây giờ các em hãy cùng cô thực hiện lần lượt từng trường hợp nhé. Trường hợp 1, cô có A bằng 20, B bằng 30. A cộng B, cô sẽ thay A bằng 20 trước, B bằng 30 sau. 20 cộng 30 bằng 50. Ngược lại, B cộng A, cô sẽ thay B bằng 30 trước, A bằng 20 sau. 30 cộng 20 cũng bằng 50. Trường hợp thứ hai, cô có A bằng 350, B bằng 250. A cộng B sẽ bằng 350 cộng 250. Nào, các em cùng nhẩm kết quả với cô nhé. Bằng 600. B cộng A sẽ bằng 250 cộng 350. Kết quả của cô cũng bằng 600. Trường hợp thứ 3, cô có A bằng 1208, B bằng 2764. A cộng B sẽ bằng 1208 cộng 2764. B cộng A sẽ bằng 2764 cộng 1208. Các em cùng nhẩm kết quả với cô nhé. Kiểm tra xem kết quả của các em có giống của cô không. Cả hai biểu thức này đều có giá trị là 3972. Như vậy các em thấy, cô và các em vừa thay chữ bằng số, thực hiện lần lượt 3 trường hợp của hai biểu thức A cộng B và B cộng A. Và các em quan sát và cho cô biết các em có phát hiện điều gì đặc biệt trong bảng này không? Cô thấy có một điều đặc biệt ở đây nè các em. Sau khi thay chữ bằng số vào 3 trường hợp thì các em thấy giá trị của biểu thức A cộng B và B cộng A luôn luôn bằng nhau. Các em thấy nè, đều bằng 50, đều bằng 600, đều bằng 3972. Từ đó cô viết được công thức A cộng B bằng B cộng A. Đây là tính chất giao hoán của phép cộng. Bây giờ các em chú ý nghe cô phát biểu tính chất nhé. Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. Như vậy cô vừa giúp các em tìm hiểu tính chất giao hoán của phép cộng. Bây giờ, để khắc sâu kiến thức cho các em hơn, chúng ta tiến hành làm bài tập. Bài tập đầu tiên, bài 1, nêu kết quả tính. Phần A, 468 cộng 379 bằng 847. Biểu thức thứ hai, 379 cộng 468 bằng 3 chấm. Các em quan sát thấy phần A này có giống với dạng A cộng B bằng B cộng A không các em? Chính xác nhé các em, đây là dạng
A cộng B bằng B cộng A. Biểu thức thứ hai là cô đã đổi vị trí các số hạng so với biểu thức thứ nhất thôi. Vậy thì áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng thì tổng này sẽ không thay đổi. Vậy kết quả cô phải điền vào đây vẫn phải bằng và giống với tổng ở biểu thức thứ nhất, đó là 847. Phần B, 6.509 cộng 2.876 bằng 9.385. 2.000 biểu thức thứ hai, 2.876 cộng 6.509 bằng 3 chấm. Các em thấy ở phần B này cách làm có giống với ở phần A không? À, giống nha các em. Vậy thì khi thay đổi vị trí các số hạng trong một tổng thì tổng này sẽ không thay đổi và kết quả của cô vẫn phải giống với tổng của biểu thức thứ nhất, đó là 9.385. Phần C, 4.268 cộng 76 bằng 4.344. Biểu thức thứ hai, 76 cộng 4.268 bằng 3 chấm. Như vậy, áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng thì tổng này sẽ không thay đổi. Các em hãy nhẩm tính kết quả cùng cô nào. À, kết quả vẫn phải giống với tổng của biểu thức thứ nhất, đó là 4.344. Cô và các em vừa hoàn thành bài tập 1. Vậy tính chất giao hoán còn được áp dụng vào những trường hợp nào nữa? Chúng ta tiến hành làm bài tập 2. Bài 2 yêu cầu chúng ta viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm. Phần A, cô có 3 cặp biểu thức. Cặp thứ nhất, 48 cộng 12 bằng 12 cộng 3 chấm. Ở cặp biểu thức này đã cho các em biết giá trị của hai biểu thức này là bằng nhau. Vậy áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng, các em hãy tìm số hạng chưa biết để điền vào chỗ 3 chấm cho cô nhé. Nào, các em cùng cô đi tìm số thích hợp điền vào nhé. Kết quả của cô là số 48. 48 cộng 12 sẽ bằng 12 cộng 48. Ở cặp biểu thức thứ 2 và thứ 3, các em hãy nhẩm nhanh bằng cách vận dụng tính chất giao hoán của phép cộng và tìm kết quả cho cô. Nào, các em cùng đối chiếu kết quả của cô nhé. Cặp biểu thức thứ hai cô sẽ điền là 297. Cặp biểu thức thứ ba cô sẽ điền là 177. Phần B, cô cũng có 3 cặp biểu thức. Cặp thứ nhất, M cộng N bằng N cộng 3 chấm, 3 chấm. Cặp biểu thức này, bài tập cũng cho hai biểu thức có giá trị bằng nhau. Nhiệm vụ của các em là phải áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng để tìm số chữ còn thiếu điền vào chỗ 3 chấm. Nào, các em cùng tìm cho cô xem mình phải điền chữ gì vào đây. Kết quả của cô là chữ M. Cặp biểu thức thứ hai cũng giống như cách làm của cặp biểu thức thứ nhất. Các em hãy nhẩm và tìm kết quả cho cô. Số cô phải điền ở đây là số 0. Cặp biểu thức thứ ba, A cộng 0 bằng 3 chấm cộng A bằng 3 chấm. Ở biểu thức cuối cùng thì các em thấy có đến hai dấu chấm cần, hai chỗ 3 chấm cần phải điền vào. Tổng bên trái của cô là A cộng 0. Các em thấy ở đây có hai số hạng, đó là A và 0. Thì sẽ bằng 3 chấm cộng A. Và kết quả của cô ở đây là cô sẽ điền số 0. Các em lưu ý cho cô,
số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó. Cho nên kết quả cuối cùng của cô sẽ điền là chữ A. A cộng 0 bằng 0 cộng A bằng A. Cô và các em vừa tìm hiểu và làm bài tập về tính chất giao hoán của phép cộng. Vậy tính chất giao hoán của phép nhân có giống với tính chất giao hoán của phép cộng hay không? Chúng ta chuyển sang phần 2, tính chất giao hoán của phép nhân. Nào, các em cùng cô làm bài tập nhé. Phần A, tính và so sánh giá trị của hai biểu thức 7 x 5 và 5 x 7. Cô có 7 x 5 bằng bao nhiêu các em? Bằng 35. 5 x 7 cũng bằng 35. Vậy các em thấy 7 x 5 và 5 x 7 như thế nào với nhau? Bằng nhau nhé các em. 7 x 5 bằng 5 x 7 vì cả hai biểu thức này đều có giá trị giống nhau, đó là bằng 35. Tiếp theo cô có phần B, so sánh giá trị của hai biểu thức A nhân B và B nhân A trong bảng sau. Các em quan sát vào bảng cho cô. Cô có cột thứ nhất là các giá trị của A, cột thứ hai là các giá trị của B, cột thứ ba là biểu thức A nhân B, cột cuối cùng là biểu thức B nhân A. Cả hai biểu thức này đều là biểu thức có chứa hai chữ. Và bây giờ cô và các em sẽ cùng tính từng trường hợp nhé. A bằng 4, B bằng 8. A nhân B thì cô sẽ thay A bằng 4 trước, B bằng 8 sau. 4 x 8 bằng 32. Ngược lại, B nhân A, cô sẽ thay B bằng 8 trước, A bằng 4 sau, 8 x 4 cũng bằng 32. Tiếp theo, cô có A bằng 6, B bằng 7. A nhân B sẽ bằng 6 x 7. B nhân A sẽ bằng 7 x 6. Các em hãy cùng cô nhẩm tính kết quả của hai biểu thức này nhé. Các em ạ, cả hai biểu thức này đều có giá trị bằng nhau, đó là 42. Tiếp tục, với A bằng 5, B bằng 4, A nhân B sẽ bằng 5 x 4, B nhân A sẽ bằng 4 x 5. Và kết quả của hai biểu thức này cô nhẩm tính đều bằng 20. Như vậy, cô và các em vừa thay chữ bằng số để tính giá trị của biểu thức A nhân B và B nhân A trong từng trường hợp. Và các em quan sát thấy, sau khi mình thay chữ bằng số thì giá trị của hai biểu thức trong từng trường hợp đều bằng nhau. Đây nè các em, đều bằng 32 nè, bằng 42 nè, bằng 20 nè. Vậy thì các em thấy, sau khi tính thì ta thấy giá trị của hai biểu thức A nhân B và B nhân A luôn luôn bằng nhau. Từ đó, cô viết được công thức A nhân B bằng B nhân A. Đây là tính chất giao hoán của phép nhân. Bây giờ, các em lắng nghe cô phát biểu tính chất giao hoán của phép nhân nhé. Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích, thì tích không thay đổi. Như vậy, cô vừa giúp các em tìm hiểu như thế nào là tính chất giao hoán của phép nhân. Bây giờ để giúp các em khắc sâu kiến thức hơn, chúng ta tiến hành làm hai bài tập. Bài tập thứ nhất yêu cầu chúng ta viết số thích hợp vào chỗ chấm. Cô có phần A. Phần A có hai cặp biểu thức. Cặp thứ nhất 4 x 6 bằng 6 x 3 chấm. Như vậy, ở cặp biểu thức này chúng ta thấy bài tập đã cho chúng ta biết là hai biểu thức đều có giá trị bằng nhau. Nhiệm vụ của các em là phải áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân để đi tìm thừa số còn lại. Vậy các em hãy nhẩm cho cô xem chúng ta phải điền số gì vào đây.
Kết quả của cô là số 4 nha các em. Tương tự như thế, các em nhẩm nhanh cho cô biểu cặp biểu thức thứ hai mình phải điền số nào. Kết quả của cô là số 7. Phần B. Chúng ta cũng có hai cặp biểu thức. 3 x 5 bằng 5 x 3 chấm. Tương tự như phần A. Các em hãy nhẩm nhanh kết quả hai cặp biểu thức này cùng cô nhé. Ở phần B, cặp thứ nhất cô sẽ điền là số 3. Cặp thứ hai cô sẽ điền là số 9. Các em ạ, ở bài tập 1, các em chỉ cần vận dụng tính chất giao hoán của phép nhân là các em có thể hoàn thành bài tập. Tuy nhiên, ở bài tập số 2, mức độ sẽ khó hơn bài tập số 1. Vậy khó hơn như thế nào? Chúng ta tiến hành làm bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta tính. Phần A, 1357 x 5 bằng. Đây là dạng nhân với số có một chữ số mà các em đã được học. Vậy các em hãy lấy nháp đặt tính và nháp cho cô xem kết quả của các em bằng bao nhiêu. Kết quả của cô bằng 6785. Biểu thức thứ hai, 7 x 853 bằng. Các em ạ, đây là dạng nhân với số có 3 chữ số mà các em chưa được học. Vậy làm sao để các em tìm được kết quả của biểu thức này? Cô gợi ý cho các em nhé. Các em hãy vận dụng tính chất giao hoán của phép nhân. Đó là các em sẽ đổi chỗ vị trí hai thừa số này để tính kết quả và sau đó các em ghi vào vở. Có nghĩa là các em phải lấy 853 x 7. Nào, các em cùng nháp với cô. Kết quả của cô bằng 5971. Ở phần B, cô cũng có hai biểu thức. Biểu thức thứ nhất, 40.263 x 7 bằng. Các em ạ, ở biểu thức này, cách làm giống như là biểu thức thứ nhất của phần A. Vậy các em cũng tính nháp và tìm kết quả cho cô. Kết quả của cô bằng 281.841. Tiếp tục biểu thức cuối cùng, 5 x 1.326 bằng. Đây là dạng nhân với số có 4 chữ số và các em cũng chưa có được học. Vậy thì tương tự như biểu thức thứ hai của phần A, các em phải vận dụng tính chất giao hoán của phép nhân để chúng ta làm. Có nghĩa là khi nháp bên ngoài, các em hãy đổi chỗ vị trí hai thừa số này cho nhau. Ta lấy 1326 nhân 5. Các em hãy nhân và cùng cô tìm kết quả nhé. Kết quả của cô bằng 6630. Như vậy cô và các em vừa hoàn thành xong hai bài tập. Trước khi kết thúc buổi học, cô có một trò chơi nhỏ. Trò chơi mang tên ai nhanh ai đúng. Nào, các em cùng chú ý lên màn hình nhé. Các em hãy chọn số thích hợp điền vào ô trống. Thời gian bắt đầu. Cô nghĩ là các em, mỗi bạn đều có đáp án cho riêng mình rồi. Vậy các em hãy cùng xem đáp án của các em có giống với đáp án của cô không nhé. Hai số mà chúng ta cần điền vào ô trống đó là số 1 và số 0. A nhân 1 bằng 1 nhân A bằng A. Các em lưu ý cho cô, số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. A nhân 0 bằng 0 nhân A bằng 0. Và các em cũng lưu ý cho cô, số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Qua bài học này, kiến thức mà các em cần nhớ là về tính chất giao hoán của phép cộng. Công thức A cộng B bằng B cộng A. Tính chất khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. Về tính chất giao hoán của phép nhân. Công thức
A nhân B bằng B nhân A. Tính chất, khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Và sau tiết học, các em cố gắng hoàn thành các bài tập còn lại trong sách giáo khoa trang 43 và trang 58 vào vở nhé các em. Buổi học của chúng ta đã kết thúc rồi. Chào tạm biệt các em.